tiếp tục từ tập trước thì lục minh đang trốn chạy bởi sự truy sát của bọn người đoan mục gia lục minh vừa chạy vừa nghĩ đoan mục gia sớm muộn ta cũng sẽ nhổ tận gốc các người. một lát sau lục minh đã chạy tới trước cửa một hang động bây giờ xem có thể vào trí tôn thần điện được không bọn người vệ tử u đã đuổi theo đến nơi và phát hiện không có ai ở đây lúc này bên trong không gian của trí tôn thần điện thì lục minh đã vào được bên trong anh ta suy nghĩ không lẽ đang trong trận chiến không thể vào trí tôn thần điện sao xem ra lần sau mình phải thận trọng hơn mới được xong lục minh ngồi xuống tiếp tục dưỡng thương và tu luyện thêm qua tới 3 ngày sau, thì huyết mạch của Lục Minh cũng đã chính thức thành hình. Một luồng hào quang phát ra và từ đó xuất hiện một con gì đó trong rất giống một con rắn nhưng lại có những lớp vảy ở đầu và ở đuôi. Lục Minh thắc mắc, đây chính là huyết mạch của mình sao? Sao tới một đạo luân xa cũng không có? Huyết mạch đều có luân xa, vì sao huyết mạch của mình lại không có, cũng không có huyết mạch cấp không như lời đồn? Hơn nữa lúc trước huyết mạch bùng nổ chống lại kiếm khí là công hiệu đặc biệt của huyết mạch của mình sao? Ra ngoài thử lại lần nữa xem. Lục Minh ra bên ngoài liền gặp một con yêu thú liệt diễm lang liệt diễm lang thất trọng cấp một vừa hay có thể thử xem sự bùng nổ huyết mạch của mình liệt diễm lang bắn thẳng tới lục minh một tia sáng năng lượng huyết mạch của lục minh phát động và bắt đầu hút lấy tia sáng năng lượng của liệt diễm lang lục minh vui mừng thì ra sự tấn công từ bên ngoài không phải bị cản lại mà là bị nuốt chửng vừa hay đã nuốt chửng một nửa lực tấn công nhưng mà sức mạnh bùng nổ của huyết mạch này chỉ có thể duy trì được một hơi thở ngắn quá đi mất liệt diễm lang lại tiếp tục lao lên lục minh một đấm đấm thẳng vào mồm xong dùng kiếm kết liễu nó không biết cần bao lâu thì sức mạnh của huyết mạch này mới có thể khôi phục hoàn toàn huyết mạch của lục minh lúc này bỗng hấp thu linh khí của liệt diễm lang vào người mình và nuốt lấy không lâu sau lục minh thăng cấp theo đây là võ sĩ lục trọng đỉnh phong sao lục minh nhìn con rắn huyết mạch của mình và nói huyết mạch của mình thế mà lại có thể nuốt trừng tinh huyết của yêu thú chuyển hóa thành chân khí hơn nữa huyết mạch còn có thể thăng cấp nuốt trừng huyết mạch của yêu thú là có thể thăng cấp vậy chẳng phải sau này việc thăng cấp lên cấp năm cấp sáu cấp chín cũng đều có thể sao tìm yêu thú thử lại xem lục minh vui mừng chạy đi tìm mấy con yêu thú khác để kiểm chứng thử một lát sau lục minh bắt về vài con yêu thú khác quả nhiên có thể nuốt trưởng tinh huyết để thăng cấp sau này cứ gọi là phệ linh trùng đi ba ngày sau đã thăng cấp lên võ sĩ bất trọng rồi huyết mạch cũng đã thăng cấp lên huyết mạch cấp 2 rồi thời gian bùng nổ của huyết mạch tăng thêm hai hơi thở rồi nhưng mà sự tấn công nuốt trưởng lúc bùng nổ cũng không phải là vô địch vượt quá năm đẳng cấp là sẽ mất hiệu lực vậy nên phải trở nên mạnh hơn mới được song lục minh thấy hai anh em vệ tử u và vệ tử minh đã đuổi đến đúng là âm hồn bất tán mà nhưng mà đến đúng lúc lắm và đám người của đoạn gia cũng đuổi đến nơi Vệ tử U, tên võ sư của Đoan Mộc gia ra tay lúc trước, còn có tên võ sư này nữa, ba tên võ sư, ba tên võ sĩ. Lục Minh, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Tên rác rưởi ngươi, có ngon thì tự mình đấu với ta một trận. Lục Minh, ngươi sẽ thành một kẻ chết dí nhanh thôi, ta sẽ không so đo với một người chết đâu. Khứa tóc xanh của Đoan gia chen ngang nói, Lục Minh, ngươi dám giết đệ tử của Đoan Mộc gia ta, tội đáng muôn chết. Lục Minh đáp, ta tội đáng muôn chết sao? Ngươi của Đoan Mộc gia ngươi muốn giết ta, ta không thể đáng trả ư? Được lắm, lục minh thấy còn một tên kia không biết từ đâu tới liền hỏi hắn ta ngươi thì sao hình như ta không quen biết ngươi ngươi cũng là người của đoan mộc gia à? lục minh nếu ngươi đã sắp chết rồi thì ta sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng ninh phong sư huynh bảo ta tới tốt lắm vậy hôm nay ta cũng muốn xem xem ai thắng ai thua một tên vung kiếm đâm thẳng về hướng lục minh nhưng lục minh thoát cái đã tránh sang một bên và phản đòn. hắn hốt hoảng sao có thể vừa dứt câu thì đã bị ăn chọn một kiếm của lục minh lục minh thi triển huyết mạch nuốt trưởng lấy linh khí của hắn ta lục minh ngươi dừng tay cho ta nhanh như chớp lục minh lập tức lao lên chém tên thuộc hạ của đoạn gia hắn nằm gục xuống chết ngay tại chỗ lục minh gồng sức mạnh khủng khiếp của mình lên khiến hắn ta toát mồ hôi hột liền quay sang gọi đám người vệ tử u chết tiệt hai người các ngươi còn đợi gì nữa cùng ra tay tiêu diệt lục minh vệ tử tu và vệ tử minh thi triển kiếm pháp bắn ra một luồng kiếm đạo bay thẳng về hướng lục minh thêm một đòn trưởng lực từ khứa bên ngoài nữa thì giờ đây ba nguồn năng lượng đang hướng về lục minh để ta xem xem võ sư cảnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu huyết mạch bùng nổ huyết mạch của lục minh thì triển ra thôn phệ hết tất cả những đòn tấn công này sao có thể chứ lục minh ngay lập tức lao tới đâm một kiếm vào khứa đoạn ra đi chết đi tên này bên ngoài dùng trưởng lực ngưng tụ ra một luồng năng lượng màu xanh và trưởng tới huyết mạch bùng nổ còn có hai hơi thở nữa huyết mạch bùng hổ của lục minh thôn phệ trưởng lực của hắn ta và một kiếm lục minh lại giết được thêm một tên hắn ta ôm cổ đau đớn và nằm gục xuống chết ngay tại chỗ vệ tử u thất kinh quay đầu bỏ chạy chạy phải chạy thôi bây giờ muốn đi không sợ muộn quá rồi sao lục minh lập tức đuổi theo hắn ta vệ tử u thấy chạy không xong thật sự khó đối phó ta liều với ngươi hắn ta đâm kiếm tới cũng nhanh đấy lục minh nhẹ nhàng nhảy lên trên vòng ra sau và chém thẳng vào lưng hắn ta vệ tử minh hốt hoảng bỏ chạy sao có thể mạnh như vậy võ sư đều bị hắn giết chết mình phải ra ngoài bảo phụ thân cử sát thủ tới giết lục minh nhưng lục minh đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt vệ tử minh lúc này rồi còn muốn giết ta lục minh hứa vệ tử minh la lớn xong quỳ xuống khóc lóc xin tha lục minh tha mạng xin ngươi tha cho ta lục minh cười đáp ta đã giết vệ tử u rồi ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao lục minh ngươi yên tâm chuyện hôm nay ta nhất định sẽ không nói ra ngươi giết vệ tử u giết hay lắm hắn chết rồi sẽ không có ai tranh giành chức vị thành chủ với ta nữa ta đa tạ ngươi còn không kịp lục minh ánh mắt sắt lạnh lường vệ tử minh không giết ngươi đợi ngươi tới báo thù sao ngươi nghĩ ta ngốc vậy sao không không nói nhiều lục minh một kiếm chém ngang cổ hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ tiếc rằng một tên đã chạy thoát đi hấp thụ tinh huyết của chúng trước đã vừa hay dùng để trị thương sau đó lục minh vào không gian trong trí tôn thần điện để trị thương và tu luyện tuy phệ linh trùng lại thăng cấp rồi nhưng khoảng thời gian này thăng cấp nhanh quá chân khí hỗn tạp không đủ chân thật mình phải ngừng việc nuốt trừng tinh huyết dành thời gian để củng cố tu vi một chút 9 ngày sau sức mạnh của lục minh quá nghịch thiên rồi võ sư cảnh rồi bây giờ mình có tổng cộng 25 điểm đủ để thăng lên thanh đồng đệ tử rồi nhưng mục tiêu của mình là ngưng linh quả lục minh tiếp tục lao vào sâu bên trong hơn nữa để tìm yêu thú nửa ngày trời mới lấy được 3 điểm muốn lấy được ngưng linh quả thì phải nghĩ cách mới được bên đó có người có một đám người đang nhóm lửa nghỉ ngơi không ngờ lai like là bọn họ là đám người của phong vũ cùng với tên khốn viên sung chu hạo và chu húc đang ngồi run run phong vũ cũng đang run run quỳ xuống trước mặt viên sung viên sung ngươi bỏ thuốc mê trong thịt nướng tại sao viên sung tức giận trả lời tại sao phong vũ ta cực khổ theo đuổi muội hai năm tại sao muội không đồng ý hơn nữa lúc trước muội lại vì tên rác rưởi lục minh đó mà trách mắng ta ta đã chịu đủ rồi bây giờ muội đã trúng nhuyễn cân tán để ta xem muội phản kháng thế nào hôm nay ta muốn muội trở thành nữ nhân của ta ha 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 viên sung ngươi dám đợi kết thúc võ luyện mục lan tỷ tỷ sẽ không tha cho ngươi đâu viên sung mặt đê tiện nói tiếp mục lan sao à tiện nhân đó sớm muộn cũng sẽ trở thành đồ chơi của đoàn mục gia hơn nữa muội nghĩ các ngươi có thể sống sót quay về sao phong vũ lo lắng ngươi muốn giết bọn ta sao hi hi phong vũ sau khi chiếm được muội ta sẽ đích thân giải quyết muội như vậy muội sẽ chỉ thuộc về mình ta ngươi vô sĩ sau phong vũ ngã xuống đất Chu Hạo và Chu Húc thấy vậy sợ hãi nói: "Viên huynh, đừng giết ta mà, Phong Vũ huynh cứ việc chơi đùa, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ không nói ra ngoài dù chỉ một chữ." "Ta cũng vậy, nếu ta tiết lộ một chữ thì sẽ không được chết yên." Viên Dung vừa cười đều vừa rút kiếm ra. "Tức quá, ta chỉ tin người chết mới sẽ không tiết lộ tin." Chu Hạo, Chu Húc nghe Viên Dung nói thế hốt hoảng: "Đừng, đừng mà, tha mạng. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi." Viên Dung nở nụ cười đê tiện tiến về phía Phong Vũ. Phong Vũ lo lắng: "Đừng qua đây." Viên Dung đưa bàn tay bẩn thỉu của mình tới và xé toạc áo của Phong Vũ. Súc sinh, ta muốn ngươi không được chết yên. Ha ha ha, lát nữa ta cho muội lên thiên đàng trước. Xin lỗi, làm phiền một chút. Hứa Lục Minh từ trong bụi bước ra khiến hai người này giật cả mình. Phong Vũ vui mừng gọi Lục Minh. Là ngươi sao? Lục Minh mỉm cười nói. Sao? Thấy ta chưa chết, bất ngờ lắm phải không? Viên Dung đắc ý. Đúng là rất bất ngờ, không ngờ ngươi lại có thể thoát chết dưới tay vệ tử u và đoạn mục ra. Nhưng mà ngươi rất ngu ngốc, nếu đã thoát được rồi thì nên tìm một nơi ẩn nấp giống như một con chó vậy chứ không phải chạy ra đây giống như bây giờ phong vũ nói với cậu ta lục minh ngươi mau đi đi ngươi không phải đối thủ của viên sung phong vũ sư tỷ con người ta trước giờ luôn ân oán rõ ràng lúc trước tỷ giúp ca cản vệ tử u một lần bây giờ ta tất nhiên phải cứu tỷ rồi viên sung vẻ mặt khinh thường nói với lục minh cứu sao ngươi dựa vào đâu mà cứu tất nhiên là dựa vào nắm đấm rồi lục minh cười cười xong vung nắm đấm về phía hắn ta viên sung hốt hoảng chống đỡ nhưng đòn tấn công của lục minh quá mạnh khiến hắn lùi ra xa viên sung Dung rung rẩy võ sư ngươi lại là võ sư võ sư sao võ sư thì sao hôm nay ngươi phải chết viên sung hung hăng cầm kiếm lao lên định chém lục minh nhưng lục minh đã chém bay một cánh tay của hắn ta viên sung ôm cánh tay đau đớn la lớn sao lại như vậy mới có mười mấy ngày mà hắn đã không không thể nào lục minh đã một kiếm đâm xuyên ngực viên sung viên sung chết ngay tại chỗ phong vũ kinh ngạc trước sức mạnh này sao có thể chứ không lẽ lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực sao lục minh đi lại gần nói với phong vũ phong vũ sư tỷ tỷ không sao chứ lục minh ngươi nhìn đi đâu đấy còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt người đấy phong vũ sư tỷ bây giờ viên sung đã chết rồi chỉ còn lại hai chúng ta thôi tỷ nói xem ta phải làm gì với tỷ đây không không lục minh sư đệ tuyệt đối đừng như vậy sau khi võ luyện kết thúc ta sẽ giúp đệ tìm một mỹ nữ được không mỹ nữ khác làm gì đẹp bằng phong vũ sư tỷ đừng đừng mà xong ai ngờ đâu lục minh cõng phong vũ chạy đi mùi máu tanh ở đó rất nhanh sẽ dụ những yêu thú khác tới chúng ta phải tìm một nơi khác phong vũ đỏ hết cả mặt thầm nhủ lúc nãy người cố ý dọa ta lục minh ta chưa xong với ngươi đâu. xong lục minh dừng lại tại một vách đá và lấy áo của mình đưa cho phong vũ khoác lên tỷ vẫn câu chị thương trước đi ừ. sang sáng ngày hôm sau lục minh hỏi thăm phong vũ đã đỡ hơn chưa phong vũ đáp ừm lục minh lúc trước ngươi sao mà biến mất vậy viên sung đã cấu kết với người của đoan mục ra cố ý ngăn ta lại xong lục minh đứng dậy phủi phủi quần áo và nói được rồi bây giờ độc của tỷ đã ép ra ngoài rồi vậy ta cáo từ đây phong vũ vui vẻ nói lục minh hay là đi cùng bọn ta đi đi cùng sao bây giờ một vài cường giả của các viện đã tập hợp lại rồi đoan mộc gia còn có một tuyệt đỉnh thiên tài tên là đoan mộc tuyệt là người mạnh nhất trong số những người mới năm nay của bạch hổ viện bên cạnh hắn có cao thủ của đoan mộc gia và bạch hổ viện đang tìm kiếm thiết bài tích điểm mục đích là để có được chức vua của người mới lần này hai người chúng ta ở cùng nhau cũng tiện chăm sóc lục minh hỏi phong vũ vậy tỷ có biết người của đoan mộc gia ở đâu không phong vũ thắc mắc hỏi tất nhiên là biết rồi nhưng ngươi muốn làm gì lục minh bình thản đáp tất nhiên là tìm họ lấy vài tấm thiết bài rồi Ngươi muốn cướp đoạt của gia tộc Đoan Mộc, chuyện này quá nguy hiểm. Cũng đâu phải đối đầu chính diện, sợ gì, sao đi không? Được, chúng ta cùng đi. Chuyển cảnh vào trong rừng thì có hai khứa Đoan Mộc gia đang ngồi ăn. Bọn chúng đang nói chuyện với nhau. Ăn nhanh rồi còn hành động, đừng chậm trễ chuyện lớn của Đoan Mộc gia. Ta biết, lần này giúp Đoan Mộc gia truy bắt báo tia chớp, nhất định là một chuyện có công lao lớn. Tất nhiên rồi, báo tia chớp này là để dâng cho công tử Đoan Mộc lần ấy. Lục Minh và Phong Vũ đang nghe lén từ trên cao. Báo tia chớp sao? Báo tia chớp trưởng thành ít nhất cũng là yêu thú cấp 4, chứa đựng sức mạnh của tia chớp tương đương với vương giả cấp bậc võ tông. Máu của báo tia chớp là một trong ba loại nguyên liệu bắt buộc để mình tu luyện chiến long chân quyết, mình nhất định phải lấy được. Hai tên này ăn xong đứng dậy. Được rồi, ăn cũng được rồi, chúng ta mau đi thôi. Đi, theo sau họ. Song Lục Minh và Phong Vũ đuổi theo bọn chúng. Đi được một lát thì hai khứa này dừng lại. Ở đây là được rồi. Xong mồi một ngòi lửa lên và đốt cháy tạo khói ra. Khói ở những chỗ lân cận khắp khu rừng xung quanh đó cũng nổi lên xem kìa những nơi khác cũng bắt đầu thả khói rồi thì ra chúng muốn dùng khói để ép báo tia chớp xuất hiện cứ như vậy thì không bao lâu nữa ngay tức khắc con báo tia chớp từ bên trong thoát chạy ra lục minh vui mừng thật sự là báo tia chớp báo tia chớp ra rồi chúng ta đuổi nó vào trong một hẻm núi xong đám người bọn chúng ép cho con báo tia chớp chạy vào trong hẻm núi đó vào hẻm núi rồi mau lục minh và phong vũ cùng nhau đuổi theo thấy lục minh và phong vũ thì tên đoan mục ra bên trong liền đưa tay ngăn cản đứng lại Gia tộc Đoan Mộc gia làm việc ở đây, người không phân sự mau cút ra ngoài cho ta." Lục Minh nói với bọn chúng, "Khe núi u dạ đâu phải của Đoan Mộc gia các ngươi, ta muốn đi đâu, ngươi quản được sao?" "Lục Minh, đúng là trên trời có đường mà ngươi không đi, địa ngục không cửa thì ngươi tự lao vào." "Ở lại cho ta." Hắn ta đưa kiếm ra chỉ mặt Lục Minh. Lục Minh nhanh như chốc chụp lấy tay hắn ta kéo lại và dùng kiếm của mình đâm một phát xuyên người khiến hắn gục ngay tại chỗ. "Ngươi giết đệ tử của Đoan Mộc gia, ngươi chết chắc rồi." Phong Vũ dùng kiếm pháp của mình uốn lượn qua chém ba tên còn lại chết ngay tức khắc. "Kiếm pháp hay." xem xem trên người họ có thiết bài tích điểm không lúc này phía bên trong hẻm núi thì đám người đoan mục gia đang bao vây con báo tia chớp chú ý làm bị thương nó là được rồi phải bắt sống nó lân thiếu muốn giữ nó bên người để hàng tháng lấy tinh huyết của nó tu luyện đoan mục huynh yên tâm nếu đã là chuyện của lân thiếu thì chính là chuyện của ta đúng vậy ai đang nói thì bọn chúng phát hiện ra phong vũ và lục minh đang đứng bên ngoài bọn chúng thắc mắc hở ngươi là lục minh sao ngươi lại tới đây lục minh đáp tại sao ta không thể tới đây ngươi ở hẻm núi đâu rồi ngươi làm gì họ rồi tất nhiên là chém rồi Ngươi tìm chết mọi người người này luôn chống đối lại đoan mục gia ta giết hắn để ta một thanh niên chưa trải sự đời dùng quyền pháp xông lên một đường kiếm của lục minh xoẹt qua khiến hắn ôm cổ hộp hộp máu mấy khứa còn lại thất kinh lợi lợi hại quá hoảng cái gì mọi người cùng xông lên giết hắn huyết mạch toàn mở bọn chúng mở toàn bộ huyết mạch của mình lên và lao về bọn họ phong vũ liền rút kiếm ra chém chết một tên giết lục minh cũng gồng huyết mạch của mình và lao lên chiến một kiếm chém đôi một tên thêm một đấm nữa đấm bay tên kia tên còn lại toát mồ hôi sững sốt sao lại mạnh như vậy chẳng phải lão già lục vân hùng đó nói hắn chỉ là một võ sĩ cấp thấp thôi sao hắn quay lưng bỏ chạy thì ăn ngay một phát đấm xuyên lưng của lục minh xong nằm gục tại chỗ phong vũ bất ngờ trước sức mạnh của lục minh ba võ giả cung cấp không có chút sức lực phản kháng nào trong tay hắn hơn nữa hắn vẫn chưa bộc phát huyết mạch thảo nào mục lan tỷ tỷ lại coi trọng hắn như vậy lục minh lại gần chỗ con báo tia chớp đang nằm phong vũ hỏi anh ta lục minh ngươi định giải quyết con báo tia chớp này thế nào Lục Minh đáp: Ta nghĩ nên đưa nó ra ngoài. Báo tia chớp bên ngoài rất quý. Lục Minh nhìn con báo tia chớp đáng thương đang nằm đó liền hỏi Phong Vũ: Phong Vũ sư tỷ, tỷ có thuốc trị thương và bình ngọc chống không? Phong Vũ lấy ra hai chiếc bình đưa cho Lục Minh: này, đa tạ Phong sư tỷ. Lục Minh đưa tay lại gần con báo tia chớp, nó gầm gừ như đang tự vệ. Lục Minh tóm cổ nó cầm lên xong nói với nó: cái con này, ngươi không cần lo, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không đưa ngươi đi, chỉ cần một chút máu tươi của ngươi thôi, ta sẽ giúp ngươi trị thương nữa. Xong lục minh lấy một ít máu tươi của con báo tia chớp này này nhóc đi đi tìm một nơi ẩn nấp để trị thương đừng để bị người khác phát hiện nữa đấy phong vũ băng bó vết thương cho nó xong xoa xoa đầu quay lại hỏi lục minh ngươi thật sự muốn thả nó đi báo tia chớp giá trị không thấp đâu lục minh trả lời tiếp theo vẫn phải tìm người của đoạn mục ra để lấy để lấy thiết bài tích điểm ta không có thời gian mang nó theo đâu con báo tia chớp vui mừng tới cạ cạ vào chân lục minh yêu thú có linh tính cũng rất đáng yêu sau xuôi con báo tia chớp chạy đi một lúc sau lục minh lấy những lệnh bài tích điểm của mình ra và nói phong sư tỷ chỗ này có tất cả 153 điểm phong vũ đáp ta lấy 50 điểm còn lại để cầm lấy đi được phong sư tỷ đợi ta thêm một lát ồ được lục minh thầm nhủ trong quá trình tìm kiếm phải hấp thụ tinh huyết của họ luyện hóa một chút mới được nửa nén nhan sau lục minh đã hấp thụ xong linh huyết đã thu thập được thành rồi võ sư nhị trọng phong sư tỷ chúng ta đi thôi ừm một lát sau hai người đứng trong khu rừng phát hiện ra ký hiệu gì đó lục minh thắc mắc cái này có nghĩa là gì?" Phong Vũ trả lời, "Đây là ký hiệu chỉ có Chu Tức viện bọn ta mới có, có người đang triệu tập đệ tử của Chu Tức viện, phương hướng của ký hiệu chính là phương hướng tập hợp. Không biết là có chuyện gì, bình thường sẽ không dùng cách này để triệu tập đệ tử, chúng ta đi xem xem." "Được." Bọn họ đi vào trong, hai tên đệ tử bên trong thấy hai người họ liền hỏi, "Các người là ai? Nơi này là nơi tập hợp của Chu Tước viện ta. Các người có phải là đệ tử của Chu Tức viện?" Phong Vũ nói, "Đúng vậy, bọn ta là đệ tử của Chu Tức viện, ta là Phong Vũ." phong vũ sư muội cũng tới rồi à mau vào đi người này chính là ân khải của chu tước viện ân khải sao đệ nhất cao thủ trong số những người mới của chu tước viện phong vũ hỏi ân khải sư huynh những ký hiệu chu tước đó là các người khác à ân khải đáp đúng vậy chính là nói phong vũ sư muội các ngươi cũng nhìn thấy ký hiệu chu tước mới tới đây sao đúng vậy ân sư huynh huynh khắc ký hiệu chu tước triệu tập đồng môn là có chuyện gì vậy phong sư muội chắc muội cũng biết lần này có một tấm thiết bài điểm tích lũy là 500 phải không không lẽ mọi người đã phát hiện ra thiết bài điểm tích lũy 500? lục minh thầm nghĩ lần này ai có thể có được thiết bài điểm tích lũy 500 thì rất có thể sẽ giành được hạng nhất. Nhưng mà mục tiêu của mình là ngưng linh quả, cũng có thể thương lượng. Ân Khải nói tiếp, bây giờ không chỉ có mỗi chu tức viện ta phát hiện được, ba viện khác cũng đã phát hiện rồi, cho nên ta mới tập hợp mọi người. Thiết bài điểm tích lũy 500 quyết không thể rơi vào tay ba viện khác, chu tức viện ta 8 năm nay đã không xuất hiện vua của người mới rồi. Phong Vũ hỏi, Ân sư huynh, huynh muốn đoạt lấy tấm thiết bài 500 điểm này, trở thành vua của người mới năm nay sao? Hắn ta đáp, không sai. Lúc này Nguyên Lãng của Chu Tức viện chen vào nói, điều này còn cần phải hỏi. Năm nay Chu Tước viện, ngoại trừ Ân Khải sư huynh ra, còn ai có tư cách trở thành vua của người mới? Phong Vũ hỏi thêm, thiết bài 500 điểm đó ở trên người yêu thú như thế nào? Ân Khải giải thích, trên người một con kỳ đà đen nhị cấp cửu trọng, nếu chiến đấu riêng lẻ, tứ đại viện không có khả năng có thể thắng. Kỳ đà đen thích ăn thỏ mắt bạc, tứ đại viện chúng ta quyết định bắt thỏ mắt bạc, sau đó bỏ mê hồn tán vào trong cơ thể chúng. Đợi sau khi kỳ đà đen biến dị rơi vào hôn mê, tứ đại viện chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh, giành lấy thiết bài. Thế nào, phong sư muội ở lại giúp đỡ ta một tay chứ? lục minh lên hỏi hắn ta giúp người một tay xong chuyện thù lao tính thế nào ân khải mặt ngơ ngác đáp thù lao thù lao gì lục minh thương lượng với hắn ta nếu đã là ra tay giúp đỡ tất nhiên phải cần thù lao chứ nếu bọn ta giúp ngươi có được thiết bài 500 điểm ngươi là vua của người mới nhưng ngưng linh quả của hạng nhất phải đưa bọn ta coi như thù lao thấy sao ngươi muốn ngưng linh quả sao nguyên lãng trên ngang tiểu tử ngươi không biết điều quá rồi đấy giúp ân sư huynh có được chức vua của người mới đó là vinh dự chung của chu tức viện ngươi còn muốn có thù lao sao lục minh đưa tay chỉ thẳng vào bản thân mình tự tin nói vinh dự chung của chú tước viện nếu đã vì vinh dự chung vậy tới lúc đó thiết bài 500 điểm giao cho ta đi để ta có được chức vua của người mới cũng như nhau mà nguyên lãng khinh người cười khinh bỉ ngươi là cái thá gì cũng xứng với chức vị vua của người mới sao lục minh không thèm trả lời hắn trực tiếp quay đầu lại và nói với phong vũ phong sư tỷ ta không tính đi theo đâu tỷ tính ở lại sao phong vũ cũng quay mặt lại bỏ đi ta cũng không hứng thú đi thôi nguyên lãng lập tức lao ra trước chặn đường bọn họ các ngươi đứng lại cho ta Phong Vũ quay lại hỏi Ân Khải, ngươi có ý gì? Lần này, ta nhất định phải lấy được hạng nhất, cho nên, giao tất cả thiết bài tích điểm trên người các ngươi ra đây. Các ngươi không giúp cũng được, để lại thiết bài tích điểm rồi hắn đi." Lục Minh mặt không cảm xúc nói, "Chó ngoan không cản đường, cút ra." Tiểu tử người cũng kiêu ngạo thật đấy, để ta xem xem ngươi có khả năng gì mà kiêu ngạo." Nguyên Lãng đưa tay mình lên tấn công Lục Minh. Lục Minh đưa nắm đấm của mình lên so găng trực tiếp với hắn ta khiến hai người văng lùi lại. Phong Vũ bất ngờ, thế mà lại ngang tài ngang sức với Nguyên Lãng, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? mục lan tỷ tỷ còn bảo mình bảo vệ hắn là hắn bảo vệ mình mới đúng chứ tiểu tử thối nguyên lãng cười đắc ý trên hai tay lúc này là hai bộ móng vuốt sắc nhọn hắn nhảy lên lao về phía lục minh tiếp của ta một chiều nữa đây lục minh dùng huyết mạch của mình phản đòn lại ân khải quan sát cuộc chiến toát hết cả mồ hôi hột tên lục minh này nguyên lãng lúc này đã bị thương nặng một đám đệ tử từ đâu bên trên nhảy xuống ân khải không lẽ các ngươi muốn cưỡng ép bọn ta ở lại lục minh mặt ngầu lòi đi ra nói phong sư tỷ để cho họ thử xem nhưng ta không dám bảo đảm họ sẽ tổn thất bao nhiêu người ân khải lúc này rén rén cười nói ha 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 hiểu lầm đều là hiểu lầm lục minh sư đệ quả nhiên lợi hại khiến ta mở mang tầm mắt đều là đệ tử của chú tức viện đừng tổn thương hòa khí phong sư tỷ đừng nhiều lời với họ chúng ta đi thôi ừm tên nguyên lãng ôm ngực đau đớn vẫn cay cú dáng nói lục minh nỗi nhục ngày hôm nay lần sau ta nhất định trả gấp bội lục minh lạnh lùng trả lời hắn ta lần sau sao tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện sẽ không có lần sau nhìn bọn họ rời đi đám đệ tử này liền nói với ân khải ân sư huynh cứ vậy để họ đi sao ân khải bình tĩnh đáp tên lục minh này thực lực không yếu mục tiêu quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là tranh giành thiết bài với ba vị khác không được tổn thất người đợi võ luyện lần này kết thúc ta sẽ có cách khiến hắn hối hận tối hôm đó lục minh và phong vũ cùng đốt lửa rừng chân nghỉ ngơi lục minh sư đệ tên hẹp hòi ân khải này hôm nay đệ đắc tội hắn e là sau này hắn sẽ không dễ dàng tha cho đệ đâu lục minh vô tư đáp tốt nhất hắn đừng nên tìm ta gây chuyện nếu không ta cũng không ngại cho hắn biết tay đâu vậy tiếp theo đệ tính thế nào tất nhiên là thiết bài 500 điểm rồi ta không muốn bỏ lỡ đâu không lẽ đệ muốn dành thức ăn từ miệng cọp bọn hắn đâu phải là cọp chỉ là mấy nhóc áp mà thôi Xong lục minh nhảy lên trên một cành cây gần đó ta ở trên này tỷ yên tâm nghỉ ngơi đi tên lục minh này cũng thú vị đấy sáng ngày hôm sau lục minh đang nghĩ bên trên thì phát hiện đám người bọn đang đi vào trong khu rừng tới rồi lục minh và phong vũ đi theo bọn họ tới trước một hang động người của bạch hổ viện và thanh long viện đều tới rồi ừm phong vũ giận dò lát nữa nếu như đệ ra tay có vài người đệ nhất định phải cẩn thận bạch hổ viện đoan mục tuyệt người này là đoan mục tuyệt là người mạnh nhất trong số những đệ tử mới của bạch hổ viện thanh long viện hoàng ngọc người này tên là hoàng ngọc là đệ nhất cao thủ trong số những đệ tử mới của thanh long viện lục minh ghé sát mặt tới nói với cô ấy tỷ nói nhiều như vậy đang quan tâm ta sao phong vũ đỏ mặt ấp úng đệ nói bậy gì vậy ai quan tâm đệ Ta nể mặt Mục Lan tỷ tỷ thôi, với cả đệ cũng từng cứu ta, nếu không ta cũng không thèm quan tâm đệ đâu. Lúc này có một đám người nữa cũng xuất hiện, để mọi người đợi lâu rồi. Cô gái này chính là Huyền Võ điện tạ hồng, bọn ta cũng vừa tới thôi, mau bắt đầu đi. Một lát sau, mấy đệ tử này đi bắt những con thỏ mắt bạc thả vào trước cửa hang động. Những con kỳ đà đen bên trong bò ra và ăn thịt những con thỏ này. Phong Vũ và Lục Minh vẫn đang âm thầm quan sát từ xa. Đây là những con kỳ đà đen bình thường, nếu chúng ăn xong thỏ mắt bạc sẽ không có cơ hội lần hai đâu. Đợi tiếp xem. Xong bỗng những con kỳ đà đen này giật mình cúi đầu trào. Một con kỳ đà đen biến dị khổng lồ từ bên trong đi ra. Nó gầm gừ lên xong ăn thịt hết đám thỏ mắt bạch này. Một lúc sau, đám kỳ đà đen đã nằm ngủ ngon giấc ở trước cửa động. Mê hồn tán phát huy tác dụng rồi. Ừm, không vội, đợi tiếp đã. Đám người bốn viện đi vào bên trong hang động. Phong Vũ hỏi Lục Minh, "Tứ đại viện đã vào trong rồi, chúng ta cũng vào sao?" Lục Minh đáp, "Ta vào là được rồi, tỉ ở đấy đợi ta." Một mình đệ vào ư? "Yên tâm, tin ta đi." "Được, vậy đệ nhất định phải cẩn thận." Lục Minh từ từ lẻn vào trong hang động. Trong động này còn có ánh sáng sao? Thì ra là vậy, đá ở đây đều có ánh sáng. Con kỳ đà đen biến dị này đã ngủ mê. Đám người bốn viện đang quan sát tình hình ở bên ngoài. Họ đều đang đợi kỳ đà đen biến dị chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng Hứa An Khải từ bên trong, hắn ta nhảy thẳng về phía kỳ đà đen. Ân Khải đã chụp lấy tấm lệnh bài và rứt đứt ra. Xong hắn dậm chân lấy thế nhảy ngược lại và đáp xuống. Ân Khải cười đắc ý, 500 điểm là của mình rồi, vua của người mới năm nay không ai khác ngoài mình các đệ tử bên ngoài đồng loạt cầm vũ khí xông lên ân khải bỏ thiết bài tích điểm xuống ân khải cười khoái trí và triệu hồi đôi cánh ra bay ra bên ngoài đã vào tay ta rồi các ngươi còn muốn cướp đi nằm mơ đang bay ra thì ân khải thấy bóng người nào đó đang chặn đường lục minh xuất hiện ra và nói muốn chuồn à ngươi mới nằm mơ đó ân khải giật mình lục minh ư ừ. lục minh vung kiếm ra đánh hắn bay rớt xuống dưới động lại ngươi xuống dưới đi ân khải cay cú lục minh ta với ngươi không chết không thôi ngươi giữ được cái mạng của ngươi rồi hẳn nói đám đệ tử đuổi theo sau cũng đã tới nói ân khải giao ra thiết bài tích điểm nếu không ngươi chỉ có con đường chết cầm đi ân khải ném lệnh bài về phía một tên đệ tử hắn cầm lệnh bài vui mừng xong ngay tức hắn bị ăn một kiếm trẻ đôi từ hoàng ngọc lệnh bài đã rơi vào tay hắn ta đoan mục tuyệt quát hoàng ngọc thiết bài tích điểm là của ta cút ra cho ta đoan mục tuyệt người khác sợ đoan mục ra các ngươi nhưng ta thì không tạ hồng cũng lao lên nói sao các ngươi không coi ta ra gì sao ân khải cũng lao lên Hừ, thiết bài tích điểm nhất định phải là của ta bốn người bọn họ lao vào đối chiến lục minh quan sát bên ngoài khẽ cười thầm đánh nhau kịch liệt thật bây giờ xông qua đó không phải hành động thông minh đang suy nghĩ thì từ sau lưng một bộ móng vuốt đánh tới cũng may là lục minh kịp phản ứng nhanh né cái nhẹ đòn tấn công của hắn ta lục minh quát nguyên lãng ngươi tìm chết nguyên lãng tức giận người chết là ngươi hôm qua ta không bùng phát huyết mạch bị ngươi chiếm được hời lần này ta xem người chết thế nào vừa nói dứt câu thì thanh kiếm của lục minh đã đâm xuyên ngược hắn sao có thể hôm qua ta đã nói sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu đừng đừng giết ta lục minh cười nham hiểm ta không giết người sau ném hắn thẳng vào bên trong cuộc chiến của bốn vị kia nguyên lãng hốt hoảng khi thấy bản thân mình đang lao tới cuộc chiến của hai khứa này ngu xuẩn cút ra tìm chết sao đoan mục tuyệt và hoàng ngọc mỗi người một kiếm chém đôi người nguyên lãng nhanh như chớp lục minh đã nhảy vào chụp lấy tấm lệnh bài tích điểm này lục minh lại là ngươi đưa thiết bài tích điểm cho ta ta có thể tha ngươi không chết đoan mục tuyệt thắc mắc ngươi chính là lục minh sao ta biết ngươi ngươi giết đệ tử của đoan mục gia ta giao ra thiết bài ta có thể nói đỡ cho ngươi trước mặt trưởng bối giảm nhẹ tội của ngươi đoan mục tuyệt và ân khải chém lục minh nhưng hắn đã nhảy lên tránh đòn lục minh đáp xuống trước mặt con kỳ đà đen này hoàng ngọc nói tiếp lục minh đưa thiết bài tích điểm cho ta ta có thể bảo đảm ngươi không chết lục minh ngươi đã hết đường để đi rồi lục minh lạnh lùng nói với bọn chúng các ngươi nắm chắc như vậy sao xong rút kiếm ra và đưa về phía con kỳ đà đen ba tên này hốt hoảng dừng tay lại lục minh ngươi muốn làm gì mau dừng tay lại ngươi đây là tìm chết lục minh đâm kiếm vào con kỳ đá đen nó tỉnh dậy đôi mắt đầy phần nộ không đủ thêm một kiếm nữa lục minh đâm thêm một kiếm nữa khiến nó tức giận đứng dậy xong nó gầm gừ và đuổi theo lục minh ba khứa này thấy con kỳ đà gen đuổi tới thì xanh mặt xong tất cả bỏ chạy ra khỏi đó ra bên ngoài lục minh liền lấy những lệnh bài tích điểm ra và tính vẫn còn thời gian hai ngày nữa có lẽ có thể tìm đoan mục ra và ân khải tìm chút điểm tích lũy bỗng có tiếng động từ phía sau đoạn mục tuyệt và hai tên đệ tử của bạch hổ viện nữa cùng xuất hiện lục minh ngươi quả nhiên ở đây ta xem bây giờ ngươi trốn thế nào lục minh thắc mắc hỏi đoan mục tuyệt sao các ngươi tìm được ta tên mập đi theo nhanh nhào nói nói cho ngươi biết cũng được huyết mạch của ta là văn linh khuyển trước mặt ta ngươi trốn không được đâu lục minh cà khịa thì ra là một cái mũi chó lục minh gan ngươi cũng lớn thật bây giờ giao thiết bài tích điểm ra đây ta cho ngươi chết thoải mái lục minh rút kiếm ra đưa lên đoan mục ra các người đều tự tin mù quáng như vậy sao nếu đã không đưa vậy thì đi chết đi hắn ta đâm kiếm tới lục minh đưa kiếm ra đỡ đoàn tấn công của hắn ta võ sư tứ trọng mạnh hơn mình hắn ra khai mở huyết bạch bạch hổ của mình và tiếp tục đánh kiếm pháp của ngươi được đấy tức là sức mạnh thì yếu quá chịu chết đi lục minh suy nghĩ nếu như về sức mạnh mình không phải là đối thủ vậy thì dùng tốc độ lục minh tấn công đoan mục tuyệt với tốc độ nhanh hơn đoan mục tuyệt đắc ý kiếm pháp của ngươi nhanh thì có tác dụng gì sức mạnh không được ta sẽ đánh cho ngươi không cầm nổi kiếm nữa vậy nhanh thêm chút nữa thì sao Lục Minh đâm liên hoàn kiếm pháp cuối cùng cũng đâm trúng được hắn ta khiến hắn bị thương. Cũng xông lên, giết hắn. Giết hay lắm. Huyết mạch bùng phát. Lục Minh đâm kiếm tới nhanh chóng giết chết một tên, sau đó là tên thứ hai. Tên mập thất kinh toát hết mồ hôi, tiểu tử này giết tới nổi điên luôn rồi. Xong hắn quay đầu định bỏ chạy, Lục Minh đã ở ngay sau lưng hắn ta rồi, bây giờ mới chạy, quá muộn rồi. Lục Minh đã xử đẹp bọn chúng, cũng không biết trên người ba người chúng có bao nhiêu thiết bài tích điểm. Bỗng Lục Minh thấy tên tay bọn chúng có một chiếc nhẫn tích chữ không hổ là thế hệ sau mà đoan mục gia nhìn chúng cộng thêm số điểm của nhóm người đoan mục tuyệt bây giờ tổng cộng mình có một nghìn điểm rồi lấy hạng nhất chắc không khó nữa tới lúc hội hợp với phong vũ rồi thấy lục minh đi ra phong vũ vui vẻ liền chạy tới hỏi lục minh người đi ra rồi tình hình thế nào rồi lục minh cười đáp đối với ta tình hình giờ rất tốt chẳng lẽ thiết bài 500 điểm tích lũy đó đã rơi vào tay ngươi rồi đương nhiên nếu không chẳng phải ta đã đi không công một chuyến phong vũ thích thú không ngờ ngươi lại lấy được thiết bài 500 điểm đó thật, xem ra Ân Khải bọn họ đã tốn công làm lợi cho ngươi rồi. Được rồi, chúng ta đi. Hai ngày sau, bên ngoài U Dạ Sơn Mạch thì các vị trưởng lão của bốn viện đều đã tề tựu về đây. Bốn vị trưởng lão đang bàn tán. Theo các người thấy, năm nay sẽ có bao nhiêu người đạt tiêu chuẩn? Tổng điểm 1 vạn 3, về mặt lý thuyết sẽ có 1300 người đạt chuẩn, nhưng trên thực tế chỉ không tới một nửa số này, và khoảng 500 người. Ta đoán cũng ở khoảng trên dưới 500. Theo như kinh nghiệm trước đây, đại khái ở tầm này, nhưng ta rất tò mò, tân nhân vương của năm nay sẽ là ai đây? trưởng lão đoan mục kim đắc ý đứng ra nói cái đó còn cần nói à tất nhiên là thiên tài của đoan mục gia ta đoan mục tuyệt rồi trưởng lão thanh long viện nói tiếp đoan mục kim người cũng tự tin quá rồi đó hoàng ngọc của thanh long viện ta thức tỉnh huyết mạch cấp 5, hơn nữa đã là võ sư tầng 4, không kém hơn đoan mục tuyệt tân nhân vương năm nay không thể là ai khác ngoài hắn huyền võ viện cũng không chịu thua kém tạ hồng của huyền võ viện ta tuy là nữ tử nhưng thiên tư tu vi không hề kém chút nào biết đâu tân nhân vương sẽ là tạ hồng của huyền võ viện ta thì sao tạ cùng cũng ham vui theo ta thấy chưa chắc đâu ân khải của chu tức viện ta cũng không hề thua kém ai lần này chu tức viện ta tất có thể đoạt được vị trí tân nhân vương đoan mục kim đắc ý ca khiện đám người hoàng ngọc tuy rằng không tệ nhưng so với đoan mục tuyệt thì vẫn còn kém hơn một chút còn nữa tạ cuồng chu tức viện các người đã 8 năm không giành được vị trí tân nhân vương rồi lần này cũng không có khả năng tạ cuồng cây cú đi lên nói tên béo đoan Mộc, ngươi nói thế là có ý gì coi thường chu tức viện ta hay là sao đây đúng ta coi thường chu tức các người đấy thì sao nào dựa vào đám phế vật của chu tức viện các ngươi mà cũng đòi tranh đoạt tân nhân vương sao nếu ngươi không phục chúng ta cực một ván thế nào tạ cuồng máu chiến chơi luôn cực thì cực ta lại sợ ngươi chắc ngươi muốn cực như thế nào đoan mộc kim đưa ra điều kiện thế này đi cứ cực hai viện chúng ta ai có thể đạt được vị trí tân nhân vương tiền cực là 30 khối linh thạch thế nào tạ cuồng toát mồ hôi cái gì 30 khối linh thạch sao nào 30 khối linh thạch đã không dám cực rồi cũng chỉ có 30 vạn lượng thôi mà cực thì cực đến lúc đó đừng bên nào hòng quyệt nợ ta còn sợ ngươi quyệt nợ đó vừa nói xong có một đám đệ tử của chu tước viện đi ra từ bên trong đoan mục kim liền cà khịa đệ tử của chu tước viện đi ra nhanh quá nhỉ lại không biết đạt được bao nhiêu điểm rồi tạ cuồng hỏi mấy tên đệ tử này các ngươi lấy được bao nhiêu điểm lấy ra kiểm tra rồi đăng ký đi không được bao nhiêu tạ cuồng quát lấy ra chỉ có bằng này ba người họ lấy ra hai tấm lệnh bài tích điểm đưa ra đoan mục kim được phen cười chế nhạo ông ta ha 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 ba người mà chỉ được hai điểm chu tước viện các ngươi thu hoạch nhiều quá nhỉ một lát sau các đệ tử khác cũng dần dần đi ra các ngươi nhìn tạ hồng ra rồi tạ hồng đi ra và tới bàn tích điểm đoan mục kim thành cà khiện nói tiếp hi hi xem ra thành tích của tạ hồng sư điện cũng không lý tưởng lắm rồi sư tôn tính điểm thông báo tạ hồng 509 điểm 504 điểm đã là rất tốt rồi nhưng không có khối lệnh bài 500 điểm kia con số này muốn giành được hạng nhất thì hơi khó vậy cũng chưa chắc nếu lần này không ai lấy được lệnh bài 500 điểm thì sao tạ hồng buồn bã nói lần này lệnh bài 500 điểm đã bị người khác lấy được các vị trưởng lão thắc mắc liền đi đến hỏi lệnh bài 500 điểm bị ai lấy rồi tạ hồng lắc lắc đầu ta cũng không rõ lắm song các đệ tử bên ngoài lại hô lên ân khải ra rồi cả hoàng ngọc nữa ân khải ngươi tra điểm trước đi ân khải 496 điểm đoan mục kim cà khịa tiếp ha ha tạ cuồng xem ra 30 linh thạch của ngươi thua chắc rồi số điểm của ân khải còn ít hơn của tạ hồng nữa tạ cuồng cay cú đoan mục kim người đừng vui mừng quá sớm ân khải không thể vấn đỉnh nhưng đoạn mục tuyệt cũng chưa chắc có thể giành được hạng nhất lúc này lục minh và phong vũ cũng đi ra ân khải thấy hai người bọn họ thì ngạc nhiên lục minh người lại không chết chẳng lẽ đoạn mục tuyệt vẫn không tìm được ngươi sao lục minh nói với hắn ta sao nào ta chưa chết ngươi rất thất vọng ư ừ. hoàng ngọc vội vàng tới hỏi lục minh lục minh nếu đoan mục tuyệt đã không tìm được ngươi vậy lệnh bài 500 điểm vẫn còn trên người ngươi chứ bốn vị trưởng lão kia nghe thấy giật mình luôn cái gì các đệ tử bàn tán xôn xao lục minh này là ai thiết bài 500 điểm ở trên người hắn sao thật không thể tin được hắn lợi hại tới vậy sao đương nhiên rồi lần trước không phải ngươi đã tận mắt nhìn thấy còn gì lục minh lấy tấm thiết bài 500 điểm ra thầy thảy. tạ cuồng thấy thế vui mừng ha 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 tốt tốt lục minh làm tốt lắm đoan mục kim bắt đầu cay cú đoan mục gia có nhiều cao thủ như vậy mà lại không giết được tên lục minh này sao tạ cuồng ngươi đắc ý cái gì chỉ dựa vào một khối thiết bài 500 điểm ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi sao sau khi tra điểm tất nhiên sẽ rõ tới lượt hoàng ngọc đi lên kiểm tra số điểm của mình hoàng ngọc quay lại nói với lục minh Tuy ngươi lấy được thiết bài 500 điểm nhưng đừng tưởng vậy là đã thắng. Sư Tôn kiểm tra lệnh bài cũng ngạc nhiên với số điểm của Hoàng Ngọc. Ông ta thông báo. Hoàng Ngọc, 700-6 điểm. Không có thiết bài 500 điểm mà vẫn đạt được số điểm cao như vậy, đúng là đáng sợ mà. Bây giờ rốt cuộc ai vấn đỉnh Tân Nhân Vương thật sự là khó nói. Không sai, lục minh này không có tên tuổi, sẽ không có bao nhiêu người thu thập điểm số giúp hắn. Một mình hắn muốn lấy được hơn 200 điểm không phải việc dễ. Được. Tốt lắm. Đoạn mục kim cà khịa tạ cuồng ta đã bảo ngươi vui mừng quá sớm còn gì cho dù lấy được thiết bài 500 điểm đi nữa thì có thể thế nào ừ đợi tra điểm rồi lại nói lục minh khí thế đi lên kiểm tra điểm quay sang nói với hoàng ngọc nếu ngươi muốn nhìn vậy thì nhìn cho kỹ lục minh thả những tấm thẻ tích điểm của mình lên bàn nhiều như vậy sao phong vũ đứng sau thầm nhủ tên này lấy được nhiều điểm như vậy từ lúc nào thế lục minh nói với sư tôn kiểm tra vị sư thúc này làm phiền đếm giúp đi ông ta thông báo lục minh một điểm trời ạ à, hơn một điểm nhiều quá rồi đấy Tân Nhân Vương, Tân Nhân Vương chắc rồi. Hoàng Ngọc bất ngờ luôn, làm sao có thể như vậy? Hơn 700 điểm của ta cũng phải huy động mấy trăm người của Thanh Long viện và bỏ số tiền lớn ra mua mới có được, Lục Minh này, đáng chết. Ân Khải nhìn Lục Minh mà cay cú, đáng ghét. Tạ cuồng lúc này được phen cà khịa lại liền. Ha ha ha, Đoan Mộc Kim, ta đã nói với ngươi rồi, đợi tra điểm xong rồi nói tiếp, ngươi xem, bây giờ tình huống đã rõ rồi. Đoan Mộc Kim cay cú, tạ cuồng, Lục Minh. Đoan Mộc Kim, 30 khối linh thạch tiền cược, mau mau giao ra đây. Ngươi vội cái gì? Bây giờ mọi người còn chưa ra hết, Đoan Mộc Tuyệt của Đoan Mộc gia ta cũng chưa đi ra, sao ngươi biết là Lục Minh thắng chắc rồi? Một đám đệ tử lúc này hớt hải chạy từ bên trong ra. "Trưởng lão, trưởng lão, không ổn rồi." Đoan Mộc Kim Quát, "Có chuyện gì?" "Là người của Đoan Mộc gia, đệ tử của Huyền Nguyên kiếm phái, gặp chuyện phải bình tĩnh." "Bình tĩnh hiểu không hả?" "Ặc, à, chuyện là, ấp a ấp úng cái gì, Đoan Mộc Tuyệt đâu? Sao không đi ra cùng các người? Tên đệ tử này lo sợ bẩm báo. "Kim trưởng lão, đoạn Mộc Tuyệt, hắn chết rồi." Đoan Mục Tuyệt và các vị trưởng lão kia nghe xong cũng bất ngờ. Cái, cái gì? Ân Khải và Hoàng Ngọc quay lại nhìn Lục Minh. Bên trên Đoan Mục Kim hốt hoảng nắm áo tên đệ tử hỏi, nói, Đoan Mục Tuyệt chết như thế nào? Bị người ta một kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Ai giết hắn? Không biết, lúc bọn ta phát hiện hắn thì hắn đã chết rồi, người chết còn có hai đệ tử võ sư tầng 3 của Bạch Hổ viện nữa. Cái gì? Không biết là ai sao? Ông ta quay sang hỏi Lục Minh, nói, có phải Đoan Mục Tuyệt là do ngươi giết không? Tạ Cuồng đi lên nói với ông ta, Đoan Mục Kim, ngươi có ý gì? lục minh đáp đoan mục trưởng lão con mắt nào của trưởng lão nhìn thấy là ta giết đoan mục tuyệt ngươi cũng nghe nói rồi đấy bên cạnh đoan mục tuyệt còn có hai cao thủ võ sư tầng ba ta mà giết được hắn sao một mình lục minh mà có thể giết được đoan mục tuyệt và hai cao thủ võ sư tầng ba sao không sai trên tay ngươi có nhiều thiết bài như vậy thì phải giải thích thế nào nhất định ngươi đã dùng thủ đoạn ti tiện mới có thể giết hại đoan mục tuyệt hôm nay ta sẽ phế ngươi đoan mục kim gồng sức mạnh của mình lên khói bụi bay mù mịt nguyên khí hùng mạnh thật tạ cuồng đi ra trước mặt ông ta và nói Đoan Mục Kim, ngươi làm gì vậy? Đoan Mục Kim tức giận quát, Tạ Cuồng, ngươi cút đi cho ta. Lục Minh cà khịa lão, Đoan Mục béo, thí luyện của Huyền Nguyên Kiếm Tông đều là người thắng là vương, ông sống đến tuổi này rồi, quy củ vứt hết cho chó ăn rồi à? Việc này, Đoan Mục Kim tức giận bắt đầu gồng trưởng lực lao lên. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói cái gì? Hóa ra tai cũng lãng rồi, đúng là càng sống càng thụt lùi. Đoan Mục Kim trưởng tới nhưng Tạ Cuồng đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy trưởng lực của ông ta. Dừng tay. Tạ Cuồng, tránh ra, nếu không ta giết cả ngươi. Tạ Cuồng kiểu, á đủ thằng này lão chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó đang máu chiến thì một tia sáng với năng lượng khủng khiếp từ trên lao xuống khiến hai khứa này run sợ đó chính là vương trưởng lão ông ta quát dừng tay hết cho ta các ngươi đều là trưởng lão truyền công lại đánh nhau sống chết trước mặt nhiều đệ tử như vậy thì còn ra thể thống gì đoan mục kim hớt hãi liền lên báo vương trưởng lão tên lục minh này đã sử dụng thủ đoạn ti tiện để hại chết đám người đoan mục tuyệt không thể không trừng phạt được ta đề nghị chốt bỏ vị trí đứng đầu của hắn lục minh nói Đoan Mục Kim, con mắt nào của ông nhìn thấy ta dùng thủ đoạn ti tiện hại chết đám người Đoan Mục Tuyệt, cho cũng còn biết nói lý hơn ông. To gan, người cần dỡ quá rồi. Coi thường tôn ti như thế, chán sống rồi đúng không? Tạ Cuồng tức giận chỉ tay thẳng mặt ông ta quát. Đoan Mục Kim, ngươi la hét cái gì? Muốn quyệt nợ thì cứ nói thẳng. 30 khối linh thạch đã khiến ngươi ngậm máu phun người như thế. Hơn nữa còn vu khống cho một đệ tử thiên tài mới nhập môn. Các người. Hoàng Ngọc và Tạ Hồng chứng kiến nãy giờ thẩm nghĩ. Xì nhục trưởng lão Đoan Mục gia như vậy, tên này đúng thật là vô pháp vô thiên. Đoan Mục Kim nói tiếp: "Vương trưởng lão, ta dám quả quyết hắn đã dùng thủ đoạn ti tiện nên mới kiếm được nhiều thiết bài như thế. Ta đề nghị kiểm tra thực lực của hắn." Tạ Cuồng cũng bẩm báo: "Vương trưởng lão, tuyệt đối không thể làm vậy, từ cổ tới nay, chúng ta vẫn luôn nhìn điểm số xếp hạng, còn việc làm thế nào để đạt được nhiều thiết bài như thế thì không hề có hạn chế gì cả." Tạ Cuồng: "Ngươi chớ quên, những tân nhân Vương khi trước đều có thực lực được mọi người công nhận, cho dù là may mắn thì thực lực cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Nhưng tên này thì có bản lĩnh gì?" Vương trưởng lão lúc này nói: "Đoan Mục Kim, ngươi muốn kiểm tra thế nào?" Đoan Mục Kim đưa tay xuống đám đệ tử bên dưới quắc lên. Đoan Mục Đào, ngươi đi ra. Tên này chính là Đoan Mục Gia, Đoan Mục Đào. Trong các đệ tử lần đầu nhập môn, người mạnh nhất là võ sư tầng 4, Đoan Mục Đào cũng là võ sư tầng 4, chỉ cần Lục Minh đánh thắng Đoan Mục Đào, ta sẽ thừa nhận vị trí đứng đầu của hắn. Ta Cường quát, ta phản đối. Đoan Mục Đào tuy là võ sư tầng 4 nhưng đã nhập môn 3 năm, khổ tu võ kỹ 3 năm, đâu phải hạng đệ tử mới nhập môn có thể so được. Trận chiến này không công bằng. Không có thực lực thì nói một tiếng, Tân Nhân Vương không dễ lấy thế đâu. Lục Minh thích thú nói, được ta đồng ý tạ cuồng bảo lục minh đừng xúc động lục minh bình tĩnh đáp tạ trưởng lão không sao một đệ tử đoan mộc gia mà thôi chỉ là tu luyện nhiều hơn mấy năm thôi thế thì đã thế nào lục minh quay sang đoan mộc đào khiêu khích đoan mộc gia ta nhận lời tới đi bảnh thì cứ bá vô đây mà nút đoan mộc kim đắc ý thầm nghĩ tự tìm chết thì không trách ta được xong hắn ta đi đến bẩm với vương trưởng lão lục minh đã đồng ý xin hãy ân chuẩn vương trưởng lão đáp nếu đã như vậy thì cứ làm theo ý các ngươi đi đa tạ vương trưởng lão xong Đoan Mục Kim dẫn Đoan Mục Đào ra ứng chiến với Lục Minh. Đoan Mục Đào, Lục Minh là ứng cử viên cho vị trí Tân Nhân Vương, thiên phú rất cao. Chờ lát nữa ngươi phải đánh hết sức, biết chưa? đã rõ. Kim trưởng lão yên tâm. Lục Minh thích thú. ừ. Đoan Mục Đào rút kiếm của mình ra và đi lên. Thanh kiếm của hắn ta bao bọc bởi những luồng linh khí bao bọc xung quanh. Lục Minh, bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Đao kiếm không có mắt, lát nữa động tay làm ngươi bị thương, thì đừng trách ta không nhắc ngươi trước. Đoan Mục Kim nghĩ thầm trong lòng. Đoan Mục Đào, ngươi cứ việc ra tay là được, tân nhân vương của Huyền Nguyên kiếm phái ta phải có chân tài thực học, chứ không phải là hạng phế vật dựa vào may mắn. Đoan Mục Đào đưa kiếm về sau sử dụng võ kỹ của mình. Những tàn ảnh kiếm khí xuất hiện xung quanh hắn và bắt đầu lao vút tới Lục Minh. Đoan Mục ra cho Đoan Mục Đào ra tay, đúng là tính toán hay thật, sợ rằng trong những người mới lần này không có ai là đối thủ của hắn. Không sai, Đoan Mục Đào này tu vi bình thường, nhưng ngộ tính với võ kỹ thì rất không tệ. Tạ Cường bắt đầu lo lắng, đây là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm điềm mỹ kiếm pháp đoạn mục đào khổ tu nhiều năm đã tu luyện đến tầng thứ tư rồi tỉ bỉ đoạn mục đào cũng những tàn ảnh kiếm khí của mình đâm về phía lục minh nhưng anh ta vẫn đứng im không nhúc nhích đường kiếm của lục minh xuất ra khiến đoan mục đào phải ngạc nhiên cũng may là tránh được chứ không đã hẹo ngay lúc đó đoan mục đào bắt đầu toát mồ hôi hột ban nãy là một đạo quang sao mấy vị trưởng lão bên ngoài cũng bất ngờ trước sức mạnh của lục minh kiếm rất nhanh đây cũng là kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm không sai đây là lưu quang kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm chí ít lục minh đã tu luyện tới tầng thứ tư thậm chí đến tầng thứ năm rồi lục minh cạc khịa đoan mục đào đây chính là võ kỹ ngươi khổ tu nhiều năm sao khổ tu nhiều năm mới đến trình độ này đúng là mất mặt đoan mục đào cay cú đáng ghét lại tiếp một chiêu của ta đoan mục đào thi triển ra thêm hai ảo ảnh của phân thân và ba thanh kiếm khí nữa cả đoan mục đào và những ảnh phân thân đó đều cầm kiếm lao đến không chơi với ngươi nữa lục minh thi triển kiếm pháp của mình chém gọn từng tên một trên không trung đoan mục đào rơi xuống những đệ tử bên ngoài ngạc nhiên bàn tán giờ mới có hai chiêu thôi thực lực cỡ này còn là đệ tử mới nhập môn sao đoan mục đào đang đau đớn tột cùng a à, khí xoáy của ta tu vi của ta lục minh ngươi lại phế tu vi của ta đoan mục kim lúc này tức giận quát lục minh ngươi lại dám phế người của đoan mục ra ta tạ cuồng cút ra cho ta ta phải phế tiểu xúc xin này đồng môn tỷ thí vậy mà lại ra tay nặng như vậy phẩm hạnh thấp kém thực sự đáng giết lục minh cả khịa ông ta đao kiếm không có mắt không phải chính đoan mục đào đã nói sao ta có thể khống chế sức mạnh không giết hắn đã là rất tốt rồi ông không cảm ơn ta thì thôi còn nói phẩm hạnh ta thấp kém người phẩm hạnh thấp kém chính là ông ấy tiểu xúc sinh chịu chết đi tạ cuồng quát đoan mục kim ngươi dám đang cãi nhau thì một tia sáng khủng khiếp ập xuống vương trưởng lão nói được rồi tên đoan mục kim liền thưa vương trưởng lão ngài phải làm chủ cho đoạn mục đào vương trưởng lão nghiêm túc nói với ông ta đoan mục kim đủ rồi hai người đối chiến đao kiếm không có mắt bị thương là khó tránh khỏi ngươi đừng hồ đồ gây sự trận chiến này cũng đã chứng minh thực lực của lục minh bây giờ mọi người cũng đi ra gần hết rồi ta tuyên bố hạng nhất là lục minh chúng đệ tử đều vui mừng hò reo chúc mừng lục minh đoan mục kim cây cú rời đi lục minh ta xem ngươi có thể ngang ngược đến lúc nào người đắc tội đoan mục gia ta đều không có kết cục tốt đâu không lâu sau trong sân luyện võ của chu tước viện thì lúc này các vị trưởng lão cùng tập hợp chúng đồ đệ mới nhập môn lại và thông báo bây giờ phân phát ngọc bài thân phận của các ngươi lần này thành tích tổng thể của chu tức viện chúng ta tuy rằng bình thường nhưng lục minh đã đoạt được vị trí tân nhân vương trong cuộc thí luyện của bốn viện trừ phần thưởng nên có chu tức viện còn thưởng thêm hai nghìn điểm cống hiến ân khải nhìn lục minh cay cú tột cùng tiểu tử ngươi chờ đó cho ta lục minh đi lên nhận phần thưởng của ngươi đi lục minh đi lên vị trưởng lão này phát phần thưởng cho cậu ta sau này cố gắng nhiều vào đám đệ tử bên dưới cảm thán có thêm hai nghìn điểm cống hiến thật khiến người ta ngưỡng mộ nếu ta có thực lực như vậy thì tốt quá lục minh cầm tấm lệnh bài đưa lên dơ cao quang đại chứng tỏ với mọi người thực lực của mình lát sau lục minh đi về nơi ở được sắp xếp chính là nơi này rồi vừa bước vào trong thì lục minh thấy có một thanh niên cậu ta tên là bàng thạch bàng thạch đang tập luyện thấy lục minh đi vào liền chào hỏi lục minh sư huynh ngươi cũng được phân đến viện số 24 sao tốt quá sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng rồi vị huynh đệ này khách sáo rồi không biết xưng hô thế nào ta tên bằng thạch là một thợ săn ở phó hải thành sau này còn mong lục minh sư huynh chỉ dạy nhiều cho ta đây đầu óc hơi ngốc một tí bỗng có khứa nào từ xa đi đến và nói nhờ hắn dạy cho ngươi sao ta thấy sau này ngươi vẫn nên đi theo ta thì hơn người này tên là hoa trì xong hoa trì đi đến phía lục minh và nói lục minh ta tên hoa trì tuy rằng ngươi được giải tân nhân vương nhưng cái đó không là gì cả một năm sau ta sẽ có thể vượt qua ngươi lục minh đáp vượt qua ta không phải chỉ nói là được mà cần phải hành động thực tế so với động miệng ta càng thích dùng hành động thực tế hơn nửa năm sau Lục Minh đang tu luyện với Long Hồn đang bao bọc xung quanh mình. Việc cần làm của mình hiện giờ là tu luyện Chiến Long Chân Tuyệt đến tầng thứ hai, nguyên liệu cần thiết chỉ còn thiếu huyết yên thạch. Rút bớt thời gian tới điện công hiến xem thử, còn về Đoàn Mục gia, tất thảy. Tên Ân Khải lúc này đang đi mách lẽo với Ninh Phong. Những gì ngươi mới nói đều là thật sao? Ninh sư huynh, vô cùng xác thực. Tất cả đều do ta tận mắt chứng kiến, ngươi phải làm chủ cho ta. Rất tốt, ta hiểu rồi, ngươi đi theo ta. Việc này, nhưng thực lực của tên đó quả thật không yếu yên tâm có ta ở đây hắn không gây ra sóng gió gì được sáng ngày hôm sau lục minh đang ở trong phòng thì bên ngoài có tiếng người ồn ào lục minh lăn ra đây cho ta lục minh ngơ ngác âm thanh này ninh phong sao ta không đi tìm ngươi ngươi lại tới tìm ta trước bàn thạch cùng hoa chỉ lo lắng chạy vào liền hỏi lục sư huynh có chuyện gì vậy lục minh trả lời không có gì xong cùng dẫn bọn họ đi ra xem tình hình ninh phong thấy lục minh đi ra liền nói lục minh cuối cùng ngươi cũng ra rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa rụt cổ chứ Lục Minh đáp, sao nghe giống như ngươi đang tự giới thiệu vậy? Ninh Phong quát lên, Lục Minh, đừng tưởng là tân nhân vương thì có thể ngang ngược, hơn nữa ngươi đã phạm đại tội rồi, còn không quỳ xuống nhận tội. Ninh Phong, ngươi không cần ngậm máu phu người, ta đã mắc tội gì? Tên Ân Khải chen vô nói, Lục Minh, để đoạt thiết bài 500 điểm, ngươi đã tàn nhẫn sát hại Nguyên Lãng sư đệ, những việc này ta đều nhìn tận mắt. Không sai, hành vi như vậy quả là tội đáng chết vạn lần, bây giờ còn không quỳ xuống nhận tội. Lục Minh lạnh lùng nhìn hắn ta, Ninh Phong, các ngươi lại dùng lý do vớ vẫn này ta không có thời gian nói lời thừa thãi với ngươi đáng ghét ninh phong dùng linh khí ngưng tụ hỏa diệm cầm trên tay lục minh to gan trong mắt ngươi còn có quy củ tông môn không quỳ xuống cho ta ninh phong dùng trưởng lực lao đến tấn công lục minh từ phía sau bàng thạch thấy vậy liền lo lắng hô lên lục minh sư huynh cẩn thận lục minh quay mặt lại và đưa nắm đấm của mình lên một đấm toàn lực lục minh tung ra chặn trưởng lực của ninh phong nhưng thực lực trên lệch quá nhiều khiến cho lục minh phải phun máu văng ra ngoài ninh phong đắc ý hùng hổ đi tới tân nhân vương cái gì một tên phế vật hôm nay ta sẽ phế ngươi ninh phong tiếp tục dùng trưởng lực lao tới trưởng lục minh muốn phế ta ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt lúc này có một vị cô nương tên tà nguyễn tuệ lao ra trước mặt của lục minh cô ta dùng trưởng lực của mình tiếp trưởng của ninh phong nguyễn tuệ tại sao ngươi cản ta phong vũ vội vàng chạy tới và hỏi han lục minh ngươi không sao chứ nguyễn sư tỷ là người của mục lan tỷ tỷ sẽ không để cho ninh phong muốn làm gì thì làm ta không sao nguyễn tuệ nói ninh phong không ngại cho ngươi biết lục minh là người mục lan trưởng lão giới thiệu vào ninh phong toát hết cả mồ hôi cái gì mục lan trưởng lão sao đáng ghét tên lục minh này lại may mắn như thế nếu đã biết rồi sao còn không mau mau rời đi nguyễn tuệ cho dù lục minh là do mục lan trưởng lão giới thiệu vào thì đã thế nào ninh phong muốn đối phó ta hà tất dùng lý do thấp kém như tư nếu không chúng ta đi tìm chấp pháp trưởng lão xem xem rốt cuộc ta có tội hay không chuyện nhỏ thế này hà tất phải tìm chấp pháp trưởng lão bỗng phong vũ và một nam đệ tử từ đâu chạy tới nói Ninh Sư huynh, ta cũng vừa mới tham gia thí luyện, ta đã nhìn thấy một sư huynh bị người của Đoan Mộc gia giết chết, tại sao Ninh Sư huynh không dẫn người đi bắt hắn? Đúng đó, Ninh Phong, ngươi đại nghĩa như vậy, đi bắt ngữ ủi của Đoan Mộc gia đi chứ, chỉ biết ở đây la hét ầm ĩ, không ngại mất mặt à? Ninh Sư huynh đúng thật là biết trục mũ, lại trả. Ninh Phong nghe mấy khứa này cả khịa cay cú. Nguyễn Tuệ, mau tránh ra cho ta. Ninh Tuệ quả quyết nói với hắn ta. Ninh Phong, có bản lĩnh đã đánh thắng ta, nếu không đừng hòng đông đến một sợi tóc của Lục Minh. Ninh Phong chỉ thẳng tay vào mặt Lục Ninh khiêu khích lục minh người mà là tân nhân vương cái gì chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân thôi sao nguyễn tuệ ra điều kiện, ninh phong không bằng thế này một năm sau ngươi và lục minh chiến một trận thế nào một năm sau lục minh nghe nói như thế liền đi đến và nói nguyên sư tỷ cần gì một năm một tháng là đủ rồi lục minh tự tin đi lên trước mặt chỉ tay về phía ninh phong khiêu chiến hắn ta ninh phong bây giờ ta chính thức khiêu chiến ngươi một tháng sau trên chu tước đài chiến một trận sinh tử ngươi có dám không các đệ tử hóng hớt bên này được phen bàn tán xì xào cái gì lục minh muốn khiêu chiến ninh phong hơn nữa chỉ một tháng sau không phải đang tìm chết sao không tự lượng sức ninh phong đã là võ sư tầng 6 rồi lục minh này lại dám khiêu chiến hắn vào một tháng sau ninh phong lại hỏi lục minh ngươi muốn khiêu chiến ta vào một tháng sau lục minh đáp không sai ngươi có dám không ninh phong suy nghĩ với thiên phú của lục minh một năm sau có lẽ có thể vượt qua ta nhưng một tháng sau sinh tử chiến thì chính là tìm chết đến lúc đó ta sẽ lấy mạng tân nhân vương trước mặt mọi người ha ha có gì mà không dám chứ ta nhận lời Lục Minh, hy vọng một tháng sau ngươi đừng trốn làm con rùa rụt cổ. Câu nói này ta đang muốn nói với ngươi đấy. Ân Khải cười tỏ vẻ đắc ý. Lục Minh đúng là từ tìm đường chết. Hừ, nói miệng thôi cũng vô dụng. Chúng ta đi. Bọn chúng vừa rời đi thì Phong Vũ lập tức chạy đến. Lục Minh, ngươi xúc động quá rồi. Sao người lại đi khiêu chiến Ninh Phong, hơn nữa còn là ngay một tháng sau chứ? Tin ta, ta không phải loại người lỗ mãng như vậy. Nguyễn Tuệ cũng đi lên nói với cậu ta, ngươi có thể đáp ứng một năm sau đánh nhau với hắn thậm chí nửa năm thôi cũng được có ta ở đây hôm nay ninh phong không thể làm gì được ngươi không sao hôm nay đa tạ nguyễn sư tỷ tương trợ ngươi không cần cảm ơn ta ta cũng chỉ nể mặt mục lan trưởng lão hy vọng ngươi tự biết mình phong vũ nói tiếp lục minh vậy thời gian này ngươi cố gắng tu luyện có gì cần giúp đỡ cứ việc tới tìm ta nhất định phong sư muội chúng ta nên đi rồi ta đi trước đây đi đi lúc sau gặp xong bọn họ rời đi bang thạch cũng đi lên cổ vũ cho lục minh lục minh sư huynh ta tin ngươi nhất định có thể chiến thắng Hoa chỉ nói với hắn, muốn thắng Ninh Phong không phải việc dễ, tu vi của Ninh Phong đã đến võ sư tầng 6 đỉnh phong, phụ thân hắn lại còn là thủ tịch trưởng lão của Chu Tức viện. Ta tin tưởng Lục Minh sư huynh, Lục Minh sư huynh là tân nhân vương cơ mà. Ngươi thơ, đi thôi, quay về tu luyện đi. Lục Minh sư huynh, ngươi nhất định làm được, ta cũng đi tu luyện. Ừ, quay về gặp. Chào tạm biệt hai người họ xong Lục Minh đứng một mình trầm ngâm. Võ sư tầng 6 đỉnh phong sao? Hiện giờ ba loại nguyên liệu quan trọng nhất của chiến long chân tuyệt tầng 2 chỉ còn thiếu huyết yên thạch, có lẽ mình nên đi, đi điện cống hiến xem thử không lâu sau lục minh đã đến trước điện cống hiến chính là nơi này lục minh vào bên trong thì vị tiền bối trưởng quầy liền hỏi tiểu huynh đệ ngươi muốn lấy vật phẩm đổi lấy điểm cống hiến à hay là muốn lấy điểm cống hiến để đổi vật phẩm lục minh trả lời tiền bối ở đây có huyết yên thạch để đổi không huyết yên thạch ngươi muốn đổi huyết yên thạch sao chẳng lẽ không có à đương nhiên có nhưng giá huyết yên thạch không rẻ đâu một cân huyết yên thạch cần ba điểm cống hiến lục minh ngạc nhiên cái gì ba điểm cống hiến sao tiểu hữu ngươi còn đổi nữa không đổi đương nhiên đổi ta lấy một cân rưỡi lục minh lấy lệch bài tích điểm của mình ra đưa cho vị tiền bối đó tiền bối trưởng quầy cầm lệnh bài của lục minh đặt lên bàn kiểm tra lục minh 25 tuổi đệ tử đồng cấp chu tức viện điểm cống hiến bảy nghìn xong vị tiền bối đó thanh toán cho lục minh xong đem lệnh bài gửi lại cho cậu ta tiểu huynh đệ chờ một lát lát sau ông ta đem ra một chiếc hộp đưa cho lục minh trong này chính là huyết yên thạch vừa đủ một cân rưỡi ngươi xem thử đi lục minh mở ra kiểm tra xem có phải huyết yên thạch hay không xong hỏi ông ấy tiếp tiền bối ta còn cần một số nguyên liệu khác và một ít tinh huyết của yêu thú có thể đổi được không ông ta đáp những thứ này đều có ngươi cần tinh huyết yêu thú cấp bậc nào hai cấp tầng 4 và hai cấp tầng 5. tinh huyết của yêu thú cấp hai tầng bốn năm điểm cống hiến một phần tinh huyết của yêu thú cấp hai tầng năm một điểm cống hiến một phần muốn tăng tốc độ tăng tu vi trong một tháng cũng chỉ còn cách cắn nuốt tinh huyết của yêu thú được ta đi chuẩn bị cho ngươi một lát sau tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị đủ điểm cống hiến cũng không còn lại bao nhiêu giờ tập trung lo củng cố rồi hãng đột phá song lục minh liền quay về tu luyện cảnh giới 10 ngày sau bây giờ có thể thử đột phá chiến long chân tuyệt tầng 2 rồi lục minh lấy những nguyên liệu mình mua đem ra dung hợp lại hai huyết uyên thạch và tinh huyết của yêu thú bắt đầu dung hòa vào nhau lục minh liền nhanh chóng hấp thu xong tu luyện chân long cuồn cuộn hiện sừng sững cuối cùng đã luyện thành tầng thứ hai bây giờ chân khí của mình đã gấp 3 lần người bình thường tuy rằng bây giờ đã đột phá nhưng đã không còn xu dính túi nguyên liệu cũng tiêu hao gần hết đi ra xem thử đã rồi tính tiếp một lát sau lục minh vừa đi ra thì bàng thạch liền hỏi lục sư huynh cùng đi nghe giảng không nghe giảng sao đúng hôm nay có trưởng lão của chu tức viện giảng bài cho bọn ta giảng một số kiến thức về tu luyện vậy thì cùng đi đi xong mấy người bọn họ cùng tới đạo đường để nghe giảng xong bỗng lục ninh ngạc nhiên mục lan mục lan đi ra từ bên trong đạo đường và nói với đám đệ tử ta tên mục lan là trưởng lão giảng bài cho các người lần này đám nam sinh thấy mục lan thì phái phái chảy nước miếng đạp quá cái gì trưởng lão tuổi trẻ như vậy Mục Lan trưởng lão thiên phú tuyệt luân, mỹ diễm vô song, 20 tuổi tu vi đã sâu không lường được. Được rồi, bây giờ bắt đầu giảng bài, đầu tiên, chúng ta nói từ thông mạch cảnh. Hai giờ sau cuối cùng Mục Lan đã giảng giải xong. Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi, các người giải tán đi. Lục Minh, ngươi ở lại. Được. Đám đệ tử nghe thế liền ganh tị. Sao Mục Lan trưởng lão lại giữ Lục Minh lại? Trưởng lão sẽ không nhìn chúng Lục Minh đấy chứ? Làm sao có thể? Thật ngưỡng mộ, Lục Minh tiến vào có thể ở riêng với Mục Lan trưởng lão. Mục Lan đi lên nói với Lục Minh, mấy tháng không gặp ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng mục lan trưởng lão ngươi giữ ta lại có việc gì không cần xa lạ như thế gọi ta là sư tỷ đi mục sư tỷ lục minh ngươi cũng đã gây ra không ít việc nhỉ vừa nhập môn đã đạt được vị trí tân nhân vương đoan mục tuyệt là ngươi giết đúng không không sai ta biết mà nhưng ngươi phải cẩn thận đoan mục tuyệt là thiên tài hiếm có của đoan mục gia đoan mục gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi cho dù ta không giết hắn đoan mục gia cũng sẽ không tha cho ta giết thêm hắn cũng không nhiều mục lan hỏi thêm ngươi nói cũng phải nhưng ngươi khiêu chiến ninh phong có nắm chắc không lục minh đáp nắm chắc sáu bảy phần phần nắm chắc sáu bảy phần xem ra ngươi rất tự tin thực lực của ninh phong ắt ngươi cũng có biết một chút phụ thân hắn là thủ tịch trưởng lão của chu tước viện hơn nữa từ lâu phụ thân hắn đã leo lên đoan mục gia tộc lần này chắc chắn đoan mục gia tộc sẽ ủng hộ ninh phong đối phó ngươi đoan mục gia đúng thật là âm hồn bất tán vậy nên ngươi có gì cần ta giúp thì cứ việc lên tiếng lục minh nghe nói thế thì liền vui mừng thật sao vậy mục lan sư tỷ người có thể cho ta mượn ba nghìn điểm cống hiến không mục lan ngạc nhiên ba nghìn điểm cống hiến ngươi cần nhiều điểm cống hiến như vậy làm gì ta nhớ trong thí luyện tân nhân ngươi đã được thưởng tổng cộng bảy nghìn điểm cống hiến mà dùng hết rồi dùng hết rồi nhanh như vậy sao đúng vậy dùng hết rồi mục lan sư tỷ cho ta mượn một ít đi được đưa ngọc bài thân phận của ngươi cho ta lục minh đưa ngọc bài cho mục lan cô ấy truyền cho mượn một ít điểm cống hiến lục minh chờ ngươi kiếm được điểm cống hiến nhất định phải trả cho ta đó ngươi cũng biết nữ hài tử tiêu xài nhiều nhỏ mọn như thế còn nói có việc gì cứ việc lên tiếng ngươi nói cái gì không 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 có gì mục lan sư tỷ ta trở về tu luyện trước đây nhìn lục minh chạy đi mục lan suy nghĩ lục minh hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng tuy bây giờ vẫn còn kém rất xa nhưng tương lai cũng chưa chắc không có cơ hội tiến vào nơi đó lục minh đi đổi một mớ tinh huyết yêu thú xong liền vào trí tôn thần điện để tu luyện hy vọng những tinh huyết này có thể khiến mình đột phá thêm lần nữa lục minh lấy một viên tinh huyết yêu thú cầm lên bóp nát lại và huyết mạch bắt đầu cắn nuốt Lục Minh hít vào hấp thụ cắn nuốt luôn. Một lát sau, năng lượng ẩn chứa trong những tinh huyết này vẫn kém hơn tinh huyết của yêu thú mới giết một chút. Tiếp tục, Lục Minh hấp thụ liên tiếp suốt 10 ngày sau. Bây giờ đến lúc đột phá rồi, Lục Minh lấy kiếm của mình ra đột phá kiếm thuật và võ kỹ của bản thân. Tiếp tục 10 ngày sau đó nữa, bây giờ đến lúc đột phá rồi. Lục Minh ngồi xuống chuẩn bị đột phá cảnh giới. Cột sáng năng lượng mãnh liệt chiếu thẳng xuống, bộc phát năng lượng khủng khiếp ra bên ngoài. Lục Minh vui mừng, cuối cùng đã đột phá võ sư tầng 5 sau khi huyết mạch tấn cấp dáng vẻ cũng có thể biến hóa sao giờ không thể gọi là trùng nữa rồi cũng không biết sau này còn biến hóa nữa không thôi thì gọi là phệ linh đi vậy chuyển cảnh sang đình viện trên đỉnh chu tước thì cha của ninh phong đang hỏi hắn ta phong nhi lần này con chiến đấu với lục minh có mấy phần nắm chắc ninh phong đắc ý đáp cha người yên tâm con có 10 phần nắm chắc sẽ giết chết lục minh trên chu tước đài phong nhi không được khinh địch lục minh này đã có thể giành được vị trí tân nhân vương hơn nữa còn chủ động khiêu chiến con khẳng định là có chỗ dựa vào ông ta chính là ninh không cha nếu là lúc trước quả thực con sẽ không nắm chắc như vậy nhưng vào hôm qua tu vi của con đã đột phá rồi phong nhi con đột phá rồi cha đúng vậy ni không cười khoái chí ha 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 tốt như thế thì ta yên tâm rồi lần này chỉ cần con giết lục minh địa vị của phụ tử chúng ta ở đoạn mộc gia chắc chắn sẽ tăng lên xong ông ta lấy ra một lọ thuốc gì đó đưa cho ninh phong phong nhi đây là một viên bạo linh đan đoan mộc gia cho con vốn là để cho con dùng nó giết chết lục minh tu vi của con đã đột phá có lẽ sẽ không dùng tới nhưng cũng có thể mang theo bên người để phòng vạn nhất được thời gian cũng sắp tới rồi chúng ta đi chú tước đài liệu lục minh có đánh thắng được ninh phong khi hắn đã đột phá không và thêm bạo linh đan liệu ninh phong sẽ làm gì với nó các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất về phần tiếp theo nhé